lúc bấy giờ xá lợi tử bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa như thế nào Phật dạy, Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của sắc là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của thọ tưởng hành thức là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tánh sâu xa của sắc thì chẳng phải là sắc, vì tánh sâu xa của thọ tưởng hành thức thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh sâu xa của nhãn xứ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh sâu xa của nhi tỷ thể thân ý xứ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì sao này xá lợi tử vì tánh sâu xa của nhãn xứ thì chẳng phải là nhãn xứ vì tánh sâu xa của nhi tỷ thể thân ý xứ thì chẳng phải là nhi tỷ thể thân ý xứ này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của sắc xứ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của thanh hương vị xúc pháp xứ là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh sâu xa của sắc xứ thì chẳng phải là sắc xứ, vì tánh sâu xa của thanh hương vị xúc pháp xứ thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của nhãn giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh sâu xa của nhãn giới thì chẳng phải là nhãn giới, vì tánh sâu xa của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Này xá lợi tử, nếu đại bồ tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của nhĩ giới là hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì sao này xá lợi tử? Vì tánh sâu xa của nhĩ giới thì chẳng phải là nhĩ giới, vì tánh sâu xa của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của tĩ giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc Vùng các thọ do tị xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao Nảy xá lợi tử, vì tánh sâu xa của tị giới thì chẳng phải là tị giới, vì tánh sâu xa của hương giới cho đến các thọ do tị xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là hương giới cho đến các thọ do tị xúc làm duyên sanh ra. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của thiệt giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh sâu xa của thiệt giới thì chẳng phải là thiệt giới, vì tánh sâu xa của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra này xá lợi tử, nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của thân giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa, vì sao này xá lợi tử? Vì tánh sâu xa của thân giới thì chẳng phải là thân giới, vì tánh sâu xa của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của ý giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh sâu xa của ý giới thì chẳng phải là ý giới, vì tánh sâu xa của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra